Em xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Ngọc Huy Audio, và hôm nay em giới thiệu lại cho các bác một cái mẫu sản phẩm DAC tích hợp cả rè đèn với cái mã là DAC Suka Audio T2. Thì cái con này nó vừa là DAC giải mã âm thanh, vừa tích hợp rè đèn. Thì nó là của hãng Suka. Thì trước khi các bác mở hộp á, thì bên ngoài của hộp như những cái hộp DAC khác thì nó hộp này có thể tái sử dụng, rất là thân thiện với môi trường. Thì tiếp đến khi các bác mở vào á, thì nó sẽ có một cái lớp xốp để các bác chống sốc cũng như là bảo vệ sản phẩm khi mà vận chuyển. Thì tiếp đến nó sẽ có một cái sổ hướng dẫn sử dụng cũng như là thông tin của sản phẩm đấy. Và tiếp đến hãy đi kèm cho mình một cái sợi dây PC USB và một cục nguồn adapter đây. Thì cái cục nguồn này có thể sử dụng điện 100V đến 240V. Thì 100V các bác vẫn có thể sử dụng được, và 220V các bác cũng có thể sử dụng được. Và tiếp đến đó là một cái phiếu bảo hành và những cái phụ kiện đi kèm như là đầu jack 6 ly chuyển sang 3.5 dành cho các bác nào có thể sử dụng cổng 3.5. và tiếp đến là cái râu Bluetooth, và đây là remote đi kèm. Thì hãng sẽ không kèm pin cho các bác tại vì tránh trường hợp cháy nổ khi vận chuyển. Thì các bác về, nếu mà mua về thì các bác mua pin vào là lắp thôi và sử dụng điều khiển trên cái thiết bị này bằng cái remote rất là tiện lợi. Và sản phẩm chính đó là cái con Suka Audio DCT2 tích hợp cái rè đèn. Thì nó sẽ đi kèm cho mình một cái cặp bóng đấy. Thì em sẽ giới thiệu sơ về cái con này, về bề mặt trên cũng như là những cái nút ở đây cũng như là cổng. Thì về cái mặt trên thì nó sẽ có một cái nơi để tản nhiệt, tránh trường hợp các bác sử dụng lâu thì nó sẽ bị nóng, nó tản nhiệt bớt đi. Và đây nơi để cắm bóng. Thì cái bóng này sử dụng bóng chính chân. Thì các bác nè, thấy cái chỗ khoảng trống này các bác cứ lắp vào cũng rất là dễ dàng luôn. Đấy. Thì trên mặt bóng thì nó cũng có những cái con lỗ này, nhìn khá là đẹp, nó lượn sóng. Thì mặt trước thì nó sẽ có một cái cổng, sử dụng cổng 3.5 cũng như là cổng 6 ly jack chuyển. Đây các bác có thể sử dụng cổng nào cũng được. Đấy, Suka Audio DCT2. Thì mặt trước nhìn khá là đẹp. Và ở đây nó có mình cho một nút chuyển chế độ cũng như là nút nguồn. Và đây là nút tăng âm lượng và giảm âm lượng. Thì với cái mặt nhôm phay xước này cũng không có gì xa lạ với các bác chơi đầu giải mã của Suka rồi. Nó cũng chống bám vân tay khá là tốt. Đấy, và phía dưới nó sẽ có bao gồm 4 cái chân để cho các bác để lên mặt phẳng á, chống trơn trượt. Và mặt sau nó sẽ có bao gồm những cái cổng như là đường vào cũng như là đường ra. Thì em sẽ tiến hành cũng như là cắm nguồn cho các bác. Đây, nơi để cắm nguồn DC 12V. Thì các bác có thể sử dụng dòng điện từ 100V đến 220V đều sử dụng được. Đây. Thì khi các bác sử dụng thì các bác cắm nguồn vào thì nó sẽ bật lên. Ở đây là màn hình LED, nó hiển thị những cái thông số. Các bác chuyển chế độ thì nó sẽ hiển thị trên đây. Đấy. Các bác sử dụng chế độ nào các bác cứ chuyển sang chế độ đó. Và khi các bác sử dụng, các bác cắm nguồn và các bác đợi khoảng 5 phút để cho bóng nóng lên, để nó trải nghiệm những cái âm thanh chuẩn nhất. Và tiếp đến mặt sau nó sẽ bao gồm những cái cổng ra như là cổng AV. Thì cái cổng này thì không có gì xa lạ với các bác rồi. Thì cái cổng vào bao gồm những cái cổng như là cổng coaxial, cổng đồng trục, cổng OBT là cổng quang, PC USB, và đây là cái nơi để cắm râu Bluetooth. Đấy.
đường out của DAC này, nó sẽ vào đường ly của đường in của âm ly. Thì các bác nhớ cắm đúng, thì có rất là nhiều bác cắm lộn những cái như là cốc, các bác sẽ cắm lộn hai cái đường này, nên các bác để ý giúp em là đường out của cái DAC này. Đấy, thì con DAC này thì các bác trên thông số của con này nó sẽ để như là những cái cổng này, tần số lấy mẫu của cái cổng BCUSB nó lên đến là 768 kHz và giải mã lên đến 32 bit, và con này giải mã lên đến 32 bit tùy cổng các bác sử dụng. Ở cổng coaxial các bác lấy mẫu lên đến 384 kHz, và cổng quang đây, những cái thông số điện nó đều nằm ở trên đây. Đấy, và những cái thông số khi các bác sử dụng cổng nào thì nó sẽ ra cái chất lượng âm thanh tối đa. Đây, thì khi các bác sử dụng cổng Bluetooth thì ở đây nó sẽ hỗ trợ cho các bác lên cái LDAC trên những cái điện thoại như là Android. Đấy, những cái thông số. Thì ngoài những cái bộ này ra cho những cái chất lượng âm thanh hay, thì những cái dây tín hiệu nó cũng sẽ một phần giúp cho những cái âm thanh của mình ra cực kỳ chuẩn hơn. Thì một bộ này hiện tại bên em đang có giá là 4.500.000 cho một bộ, bao gồm những cái phụ kiện đã giới thiệu. Ngoài ra thì bên em tặng kèm cho các bác một sợi dây quang của Mỹ Audio West với chiều dài là 2 m. Thì các bác có thể kết bạn số Zalo với em là 0935980281, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 để trải nghiệm âm thanh từ cái con này ra. Em cảm ơn các bác đã xem video của em.